Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với Pháp Vũ Vlog nha cả nhà. Đây là khung cảnh ngày 13 tháng 6 tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì sau 100 ngày, khung cảnh là hoang sơ, sơ sát luôn cả nhà. Đây, mình quay cho cô chú anh chị xem khác hẳn với ngày hôm qua. 100 ngày thì hôm nay là ngày thứ 101 cho cô chú anh chị. Đây. Sơ sát luôn. Thì là sau một cơn mưa nha cả nhà. Tối hôm qua một cơn mưa lớn tại đây luôn đó, cây đổ ngã là cô chú anh chị đó. Hai bức tranh lớn thì cũng đã được dời vào trong là cô chú anh chị xem nè, đường khá lầy lội luôn, qua mưa hai trận mưa và tối cũng mưa một trận rất là lớn nha cả nhà. Quay cho cô chú anh chị xem thì hôm qua ở đây rất là đông người luôn cả nhà, có tới mấy ngàn người luôn, cô chú anh chị đã đổ về đây để viếng mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cây mai vàng được dời ra phía bên ngoài nè cô chú anh chị. Đó, cây mai vàng được dời phía bên ngoài rồi. Thì hoa, những cái đẳng hoa được đem ra phía bên ngoài. Đây cô chú anh chị. Thì hôm qua là có một chậu hoa 100 bông nè cả nhà. Ai mà đem để bạn bên đây đó, thì hôm qua cũng có một cái cây táo nha cả nhà. Đó, cây táo rất là đẹp nha, khá sơ sát luôn cả nhà. Qua mưa gió quá cho nên là những hình ảnh cũng như là hoa đó là cả nhà bắt đầu là hư hỏng và tàn đó là cô chú chị nhìn nè. Qua mưa rất là lớn nha, đây tấm hình nè cả nhà, bắt đầu tan hoang hết rồi, hư hết rồi cô chú chạy theo này coi nè, hư hết luôn rồi, bể rồi gãy phần phần dưới rồi cả nhà, sức luôn cái khung này cô chú anh chị à. Đó, sức hư hỏng hết luôn rồi. Và tấm hình này thì cái khung hình này rớt rồi, bể nữa rồi cô chú anh chị, hình bể liên tục luôn, không hiểu là vấn đề gì. Hình bể liên tục luôn, hình này là làm lại mấy lần rồi cô chú anh chị. Tấm hình này nè, tấm hình này của cậu nè, bận áo sơ mi sọc rồi nè, là làm lại mấy lần rồi nhưng mà vẫn bị bể nha. Đóng khung lại hai lần rồi mà lần này vẫn bể tiếp tục, không biết là có vấn đề gì hay không. Không biết là có vấn đề gì hay là cậu có điều gì muốn nói mà hình liên tục bể. Đây. Thì sáng sớm tại mộ cậu hôm qua là bà con cô bác đến rất là đông nha cả nhà. Đó. Rồi hôm qua đến đông đến nỗi mà cái cây này cả nhà không còn một hoa luôn. Hôm qua là số lượng người ta bu chỗ này cả nhà, bu đen kín luôn khi mà hồng loan đến để thắp nhang và cũng như là có sư thầy đến để tụng cả nhà, ồn ào mà cũng như mọi người chen lớn nhau rất là kinh khủng cả nhà. Sợ nhất là hình tình trạng mà lợi dụng đám đông đông người chen lấn và móc túi. Thì hôm qua là có chị kia là xe cũng bị mất đồ cả nhà. Đó, rất là nguy hiểm luôn, nên em khuyên là bà con cô bác khi mà tham gia trong đám đông cần phải cẩn thận nha, tránh cái tình trạng là lợi dụng đám đông chen lấn rồi móc túi rồi cả nhà. Hoa sen rất là đẹp nha cả nhà, hoa sen trắng rất là đẹp luôn. Hôm qua là quá trời là những người ta đứng đâu bu lại ta quay cả nhà, nên cái hoa lan này sẽ rụng hết hoa luôn. Cô chú anh chị xem là giờ chỉ còn có như đây thôi nè. Đó. Thì cây là của cô Nga Trà Vinh nha. Thì phía trên bia mộ cả nhà, bia mộ thì thấy có một cái quạt nè cả nhà. Cái quạt đu công nữa. Thì hôm nay là ngày thứ 101, sau 100 ngày thì mộ cậu có như thay đổi rất là khác, như là khác lạ như cả nhà. Giờ ra là nắng bắt đầu chiếu thẳng vô phía bên trong mộ rồi cả nhà. Đó, nắng chiếu thẳng vào phía bên trong rồi cả nhà. Thì phía sau là luôn là để hoa vòng quanh luôn. Hôm qua là cũng rất là nhiều khán giả mang bông hoa đến nha cả nhà. Đó,
hoa nè, xung quanh là hoa, lá hoa cho cậu rất là nhiều luôn nha cô chú chị. Thì hôm qua là có hai tấm hình lớn luôn cả nhà. À, và chị Hồng Ngọc, hôm qua là có cây táo nè cả nhà. À, có cây táo rồi em đến đúng rất là đẹp luôn. Là táo nhưng mà thật là chỉ là cột thôi cô chú chị. Đó, cột lên cái cây này. Đó. Thì có một cây hoa này cả nhà. Đó. Hoa cúc, cúc đại nha, cúc đại 100 bông của họa sĩ Văn Tòng, Lê Hoàng TV. Thì sáng sớm là em thấy là có cúng cậu một bàn này. À, trái cây cô chú chị. Hoàng Vĩnh Long thành kính tưởng niệm đó cô chú chị. Thì hồi nãy là các phát công thảo là cũng có cúng cậu năm bánh su xê nha cả nhà. Đó, bánh bánh in đó. Có thắp nhang cúng cậu và bà, thắp nhang cho cậu và bà kinh nhân lớn nha cả nhà. Mưa hôm qua mưa lây lội luôn cô chú chị nè. Mưa khá là lội luôn, nước mưa thì đã đọng lại phía trên này cả nhà. Hôm qua là ở khu vực này là đông nghẹt người hết cô chú chị. À, đông nghẹt người luôn. Thì sáng sớm là em thấy có hai anh khán giả nữa nha đến để viếng mộ cậu. Đó, phía bên ngoài đó. Đây, phía bên này hình rất là nhiều nha cả nhà. Hình cậu có thêm một tấm hình mới của cô Út miền Tây kính viếng nha cả nhà. Đang qua là hai tấm hình này. Đó, món quà dành cho cậu Năm. Rồi, qua là em gái Bến Cát kính viếng Vũ Linh. Rồi, qua là ba anh trai đến thắp nhang viếng cậu Năm nha cả nhà. Đây tấm hình này. À, tấm hình này hôm qua là Khai Phát Cùng Thảo đã đem đến cho cậu nè cả nhà. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn cả nhà. À, khung cảnh ngày thứ 101. Thứ mọi thứ nha nó hăng. Mưa, sau cơn mưa nó hơi lầy lội nha cả nhà. Sáng là có cúng một mâm bánh xèo nha cả nhà, bánh xèo trái cây. Sao giờ? Thì là hai chồng vô 2K hả? Hai chồng anh vô lượng đứng ngoài cổng chờ mày đó. Khung cảnh cả nhà khán giả sáng sớm là khán giả vô viếng cậu Năm để một cho cả nhà. Hello anh. Đây cả nhà, cái bàn này là hôm qua là để tổ chức mâm cúng nè cả nhà.
thì hai tấm hình lớn hôm qua quay cho cô chú anh chị xem á, hai tấm hình lớn thì được xếp vào phía bên trong. Hôm qua mưa lớn cả nhà, qua mưa lớn quá phải xếp hình vô về phía bên trong luôn. Thì chỉ một thời gian nữa thôi, một vài ngày nữa là cái rạp này sẽ được dỡ đi nha cô chú chị, rạp này sẽ được dỡ đi luôn. Những khung cảnh này sẽ không còn nữa. Cô chú anh chị hãy chờ xem, bấm đăng ký kênh để nhận được, thông tin mới nhất từ em nha. Sẽ quay cho cô chú anh chị xem có những gì xảy ra tại một con người xương Tú Linh. Cái rạp này được để đến khi nào đó, cô chú anh chị quay phía bên hông hội trường hôm qua là sau khi mà tổ chức cúng kiến này cả nhà. Kén bát cũng như là bàn cúng này cả nhà đó. Cúng đất đai chỗ thần này cả nhà. Hoa thì ở đây có giỏ hoa rất là đẹp cả nhà. Mà con để ý này nha, mỗi lần cô Bảy xuống rất là sớm nha, nhưng mà cúng xong rất là muộn nha, tại cô Bảy chuẩn bị đâu hết. Ở ngoài này đất đai năm kén, rồi chuẩn bị 6 kén, 2 tấm tế còn trong chuyện năm nữa. Chỗ 3 chén là 6 chén hả vậy? 1, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6. Cảnh buổi sáng tại mộ nghệ sĩ Tô Vua Linh ngày thứ 101 rồi cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị có thấy được sự khác biệt không? Sự khác biệt so với những ngày trước. Đây mộ của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Đây, những cái rạp này cả nhà rất là to nha. Khi mà tháo cái rạp này đi thì dạ không biết như thế nào đây. Rất là nhiều cô chú buồn khi mà nghe tin này sẽ dỡ cái rạp. Phía bên ngoài thì em thấy có một xe đoàn xe đám tang nha cả nhà, đoàn đám tang này chắc xe đưa đi thiêu. Mỗi ngày thì ở đây là rất nhiều đoàn xe đưa đi nha cả nhà. Quay của chú anh chị xem khung cảnh sau 100 ngày tại mộ thì có những điều này cả nhà. Hôm qua quá đông luôn, rác rác thải rất nhiều nha cả nhà. Nè, bà con cô bán đến đây là tụ tập đông. Sau khi mà giải tán xong hết rồi, giải tán về thì nói rác rất là nhiều nha cả nhà, rác rất là nhiều luôn đó, cô chú anh chị không, rác đến rất là nhiều nữa đó, xe quá đông luôn cả nhà. Sáng sớm thì khán giả cũng lui tới để viếng mộ cậu. Và hôm qua thì quá đông rồi cả nhà, đông đến nỗi mà phải chen chúc nhau luôn cô chú anh chị. Nhất là khi mà con gái của nghệ sĩ Tú Linh Hồng Lan xuất hiện nha cả nhà. Đó, nước động rồi cả nhà ha. Đó, là tại mộ của nghệ sĩ Tú Linh, em đi từ phía bên ngoài vô bên trong thôi cô chú anh chị xem. Rác nè cả nhà thấy không, ăn uống rồi bỏ rất là nhiều lung tung đó. Phía bên ngoài thì một cái rạp này sẽ được tháo đi hết, chỗ này sẽ trống ra như phía bên này là của chú anh chị đó.
Thì đến đây Pháp Vũ Vlog cũng xin dừng clip, mong là cô chú anh chị xem thấy hay thì để lại một like, một share cũng như một lượt đăng ký ủng hộ kênh nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip tiếp theo nha.